ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự lần thứ nhất đối với Nguyễn Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, để củng cố hồ sơ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó khoảng 18 giờ 41 phút ngày 10 tháng 4 tại cửa hàng xăng dầu số 02 thuộc công ty cổ phần thương mại xăng dầu Lai Châu ở tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu đã xảy ra vụ cướp giật tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Lai Châu đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lai Châu đã làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Nguyễn Thị Phương Thảo, nhân viên văn phòng của một cơ quan trên địa bàn thành phố Lai Châu. Tại cơ quan điều tra, Bước đầu Thảo khai nhận do cần tiền trả nợ cho người khác, nên trong lúc đi đổ xăng, thấy nhân viên bán xăng cầm tiền sơ hở, Thảo quan sát xung quanh không thấy ai và liền ra tay cướp giật tiền. Tuy nhiên khi vừa gây án xong, Thảo tăng ga tẩu thoát thì bị nhân viên cây xăng giật lại số tiền trên rồi hô hoáng truy đuổi.